Chị Su xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Chị Su Shop. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu áo kiểu này. Đây là một cái mẫu áo kiểu các bạn có thể là mặc công sở hoặc là các bạn mặc đi chơi, nó cũng đều dễ thương ha. Các bạn có thể áp dụng cái này để may cái áo kiểu đồ bộ mặc nhà cũng được. Rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu này. Mẫu này thì các bạn có thể may bằng lụa nè, may bằng đuổi nè, may bằng linen nè, may bằng thô đều được nha. Và đây là các bạn thông số mình sẽ sử dụng. Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách đo thì các bạn vào lại YouTube Chị Su Shop, các bạn coi hướng dẫn đo để chúng ta ra được cái bài đo nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế. Và xin chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc và an yên bên gia đình nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bước đầu tiên nè, kể cho mình một cái đường thẳng. Đường thẳng này các bạn lấy cho mình từ trên xuống dưới ha. Nó sẽ có cái chiều dài là bằng dải áo này mình lấy là 55. Và khoảng cách từ ở ngoài đi vào trong này nè, nó là 5cm. Sau đó các bạn dùng cho mình một đường ngang gót. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình ngang vai là vai chia cho 2. Ngang vai với cái số đo ở đây mình có nè là bằng 32. Bạn chia cho 2 là được 16. Các bạn lấy qua cho mình là 16. Sau đó các bạn sử dụng cho mình một đường vuông góc là 4. Kế tiếp các bạn sẽ lấy cho mình là cổ chia cho 5. Cổ đây là bằng 30, chia cho 5 là bằng 6. Các bạn sẽ lấy qua cho mình là 6. Rồi các bạn sẽ đi cho mình một cái đường xéo. Kế tiếp là với cái mẫu này thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần nách á, là bằng ngực chia cho 5, các bạn cộng cho 2. Dòng ngực ở đây của mình là 80, mình chia cho 5 cộng cho 2 thì bằng 16, cộng cho 2 là bằng 18. Các bạn sẽ lấy xuống cho mình bằng là 18 thân. Sau đó là các bạn lấy xuống cho mình cái phần hạ eo. Hạ eo ở đây các bạn sẽ lấy cho mình là bằng 35. Và do ở gần nhà mình họ xây dựng đó, cho nên lâu lâu các bạn nghe cái tiếng ồn thì các bạn cũng thông cảm nha. Rồi mình sau khi mà mình lấy được cái đường ngang này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu lấy cho mình ngang mông nè. Ngang mông ở đây thì các bạn lấy mông chia 4 cộng 1,5. Mông của mình ở đây á, các bạn nhìn thấy nè là bằng 80. Các bạn chia cho 4, các bạn cộng 1,5 thì các bạn bằng 20, cộng 1,5 thì các bạn bằng 21,5. Rồi các bạn ngang eo thì các bạn lấy cho mình eo chia cho 4 cộng cho mình độ lớn của bên. Bên ở đây mình lấy là 2 phân. Thì eo ở đây của mình là 66 nè, các bạn chia cho 4, các bạn cộng cho mình là 2 là bằng 16,5, các bạn cộng 2 là bằng 18,5. Rồi ngang ngực thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng cho mình là 1,5. Ngang ngực ở đây là các bạn sẽ lấy cho mình là 80 chia cho 4, các bạn cộng 1,5 thì các bạn được 20 cộng 1,5 là bằng 21,5. Các bạn lấy qua cho mình là 21,5. Sau khi chúng ta có được ba đường này thì các bạn sẽ nối vô cho mình một cái đường thẳng. Đó, nối như vậy thì các bạn sẽ được cái đường sườn của cái phần áo. Sau đó từ đây thì các bạn lên cho mình là 3 phân để chúng ta sẽ đi được cái phần lai. Thì với cái áo này cái vị trí ngang eo ha, từ vị trí ngang eo này á, thì các bạn sẽ xuống cho mình 2 phân. Từ ngang eo xuống 2 phân thì các bạn sẽ đi cái đường rã cho mình. Chúng ta sẽ có rã được cái đường ngang eo. Và từ ở ngoài này á, thì các bạn sẽ đi vào cho mình á, là phần vào bên ở đây là 5 phân. Các bạn đi xuống một cái đường vuông góc, cách cái đường ngang màu đỏ 4 phân, các bạn vẽ cho mình cái đường bên dọc. Rồi chúng ta sẽ được cái phần bên dọc ở đây. Các bạn dựng một đường vuông góc, các bạn lùi vào cho mình 2 phân chia làm đôi. Và chia làm đôi thêm một lần nữa ha. Rồi, các bạn sẽ được cái dòng nách trên thân. Và từ đây á, thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 3 phân nè. Các bạn sẽ xuống cho mình lò cổ chi cho 5 là bằng 8 nè. Rồi các bạn dựng cho mình đường vuông góc rồi các bạn xoay qua thì chúng ta sẽ được cái phần bao áo. Và với cái áo này á, thì sẽ có một bên á, là chúng ta sẽ có lá bâu và một bên là không có lá bâu. Và cái bên mà có lá bâu á, thì các bạn sẽ căng cho cái phần bao áo nó có cái độ lớn là bằng 6 phân ha.
các bạn lấy đều cho mình 6 thân thì chúng ta sẽ được một cái phần bao 6 phần này đó. Và cái 6 phần này khi các bạn lấy thì các bạn cắt cái rập á, là các bạn sẽ lấy ra hẳn ở phía ngoài luôn, chứ chúng ta không có để cho nó dính vào trong thân ha. Đây các bạn sẽ coi mình thực hiện nè. Mình sẽ xếp cái phần lá bao ha. Dạ, mình sẽ lấy dấu cho cái phần cổ nè. Rồi, mình sẽ lấy dấu cho cái phần lá bao này qua, nó là 6 phần đều nè. Rồi, các bạn sẽ được 6 phần đều cho cái phần lá bao. Thì khi các bạn cắt á, đến thay vì đến đây là các bạn sẽ dừng là đúng không? Thì với cái phần mẫu áo này á, thì cái lá bao này các bạn sẽ kéo nó thẳng dài ra đây cho mình luôn. Và cái độ thẳng dài này á, là các bạn nhìn thấy đây là chúng ta có cái phần xếp rút dúng nữa nè ha. Thì các bạn kéo dài cái phần đuôi bao này ra cho mình 11 cm. Và cái phần góc dưới này thì nó sẽ ít hơn 2 phân, là nó sẽ bằng 9 cm. Thì các bạn sẽ đi cho mình đường xéo qua. Và cái phần lá bao này á, ở cái đoạn dưới này khi các bạn cắt ra nha, bạn cắt ra cho mình cái phần lá bao này, thì các bạn sẽ cắt mở cho mình cái đường này. Bạn cắt mở nó ra thì các bạn sẽ dịch chuyển cho mình, coi như là chúng ta sẽ dịch chuyển cái đường này cho nó lớn, cái khúc này nó lớn ra nè. Còn nếu như các bạn không muốn lớn ra thì ngay chỗ này các bạn sẽ túm nó lại, thì cái phần bao ngay góc này của mình nó sẽ còn lại khoảng chừng là 4 cm thôi, chứ không được 6 cm nha. Đây là tùy các bạn, các bạn sẽ cắt mở nó ra và các bạn rút dúng nó lại nha. Và đây cái phần lá bầu trên nè. Đây là phần lá bầu trên ha. Lá bầu trên thì chúng ta có nè. Rồi tiếp theo cái phần thứ hai nè, là bắt đầu từ cái lá bầu này các bạn sẽ may rút dúng nè. Bạn may rút dúng là mình để rút dúng sẵn nè, để cho các bạn dễ hình dung. Rồi chúng ta sẽ được cái phần lá bầu rút dúng nè. Rồi, cái thứ hai nữa là trên cái phần thân áo nè, trên cái phần cổ áo nè, khi các bạn cắt ra nè, thì các bạn sẽ có một cái phần bẻ góc mép. Thì các bạn muốn như vậy á, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cắt cái phần thân áo này ra. Và khi mà các bạn may cái phần áo này, các bạn nhớ lưu ý là chúng ta sẽ chừa 1-2 phân cho đường khi nút. Thì bắt đầu từ đây nè, các bạn sẽ đi ra cho mình 2 phân ha, thêm 2 phân ở đây để làm đường khi nút. Và các bạn cắt cái đường này ra nè. À, lưu ý mình là tất cả cái rập mình hướng dẫn là chưa có đường may, các bạn nhớ là chưa đường may dùm mình chưa khi các bạn cắt trên vải nha. Nhà mình gần nhà mình nó xây dựng nên các bạn nhớ lưu ý là nó hơi ồn. Rồi các bạn sẽ cắt được cái phần thân này ra nè. Sau đó thì các bạn nhìn nè, chúng ta sẽ có, nếu như mà các bạn mà không có đủ cái phần vải để các bạn xếp để tạo cái phần nếp gấp, thì bắt đầu từ cái phần thân áo nè, các bạn vẽ lại cái phần cổ áo nè. Thì các bạn nhìn ở từ phía trên này qua thì các bạn sẽ qua cho mình ở đoạn này là 4 phân. Sau đó là các bạn sẽ cắt cho mình một cái miếng tam giác. Miếng tam giác này á, thì khi mà các bạn may á, thì các bạn sẽ chiều đường may đây và các bạn may lộn góc này, may lộn góc này. Và cái góc này thì các bạn sẽ lên lại thêm dư cho mình 2 phân, để chúng ta tạo được cái phần gấp mép bẻ cong xuống cho cái phần kẹp bao. Rồi ở đây nè, đây ha. Rồi cái phần này các bạn kẹp lên đây ha, các bạn may kẹp vô chung ha. Rồi phần này các bạn để gấp xuống nè. Đó, bạn để gấp xuống, hoặc là các bạn sẽ kẹp, các bạn may lộn chung trong cái khi mà các bạn may cái phần nẹp của cổ áo vô trong cái phần thân đó. Rồi chúng ta được một miếng. Và miếng thứ hai á, thì các bạn cũng sẽ làm nó có cái độ lớn giống y như cái phần đuôi bao của cái
đuôi bao của cái phần áo bên này. Đó, các bạn sẽ lấy độ lớn như vậy, nhưng mà chiều dài thì các bạn sẽ lấy dài hơn cho mình. Cái dài thì các bạn sẽ lấy dài thêm cho mình ra là 4 phần nữa. 4 phần ha, bắt đầu từ đây đây các bạn ra thêm 4 phần. Dạ, bây giờ thì mình sẽ đặt cái phần bô áo vô lại lần nữa để cho các bạn xem này. Ha. Rồi chúng ta sẽ có được một cái miếng này. Miếng này các bạn có thể làm liền cũng được nha, nhưng mà liền thì nó sẽ tốn vải, một cái khúc đó thì mình thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì khi mà chúng ta làm liền hay rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tiết kiệm được vải. Và cái miếng cuối cùng là miếng này, các bạn sẽ may xếp rút chúng và các bạn sẽ kẹp ẩn vô đây luôn, xong các bạn đính lại thì chúng ta sẽ có được cái phần bâu áo giống như hình đó. Khi may thì tất cả những cái này các bạn đều phải là hai lớp, các bạn may lộn trước khi các bạn đính vào trong thân nha. Rồi, chúng ta sẽ có được cái phần bâu áo cho cái mẫu này như thế này. À, chúng ta chỉ làm bâu cho một bên, còn bên kia là áo không có bâu nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cho cái phần thân sau. Mình lấy áo này các bạn cắt nha. Với cái mẫu áo này thân sau á, thì nó sẽ không có cái đường xích cài nút nha, cho nên là khi các bạn thực hiện cho cái phần thân sau của cái mẫu áo này thì các bạn sẽ lấy lùi vào hai phân so với cái phần cổ thân trước, thì các bạn lấy dấu đường này cho mình, sau đó là các bạn sang dấu cho mình cái đường hông này, từ cái đường hông này các bạn ra cho mình một phân, rồi từ cái phần ngực này các bạn lùi vào cho mình một phân, eo các bạn lấy bằng. Thì khi các bạn lấy dấu như vậy rồi thì chúng ta sẽ sang dấu lại. Rồi, kế tiếp là cái phần vai trên này ha. Đây là cái phần ngang vai này, các bạn lùi lên cho mình hai phân. Mời các bạn kể lại cho mình cái dòng nách. Dòng nách ở đây thì nó sẽ lùi ra là 0,5. Và cái phần cổ thân sau thì nó so với cổ thân trước thì các bạn lên cho mình 4 phân. Để các bạn sẽ để được cái phần cổ áo. Bắt đầu từ cái dấu này các bạn đi thẳng xuống. Đó, thì chúng ta lấy lại cái dấu đường ngang eo để chúng ta vẽ cái phần bên eo. Bây giờ mình sẽ lấy gập ra để cho các bạn nhìn thấy cái phần thân sau mình mới điều chỉnh. Rồi, để vô. Chia làm đôi. Và các bạn sẽ vẽ được cái phần bên dọc ở đây. Từ đây cắt qua là 4 phần, ở đây dài từ 14 cho đến 16. Này, chúng ta sẽ có được cái phần thân sau ha. Bây giờ mình sẽ cắt gọt cho phần thân sau. Mình cắt gập được cái phần gập cho thân sau nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ vẽ cho cái phần tay áo. Chúng ta sẽ vẽ cho cái phần tay áo cả nhà mình ha. Ở đây là mình có thân trước thân sau nè. Bây giờ các bạn sẽ nhìn mình cái cách mình thực hiện cho cái phần tay áo ha. Tay áo này thì các bạn thấy là nó sẽ hơi phồng. Nó sẽ hơi phồng nhẹ ha, cho nên là chúng ta cắt cái phần tay áo thì lưu ý là mình sẽ cắt tay áo phồng. Đây, các bạn sẽ lấy cái đường này ha, mình lấy đường này làm chuẩn nè, và các bạn chừa ở đây lên cho mình, chừa sẵn cho mình ở đây là 6 phân. Rồi bắt đầu từ cái điểm này nha, các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái đoạn, nó sẽ bằng là ngực chia cho 10 cộng cho 3. Dòng ngực của mình là 80, các bạn chia cho 10, các bạn cộng 3 thì nó là 11. Thì các bạn sẽ đo cho mình từ trên xuống dưới là 11 nha. Rồi chúng
ta dựng một cái đường vuông góc. Sau đó thì các bạn sẽ đo cho mình cái dòng nách thân trước. Ở đây nách thân trước mình đo được là 20. Và các bạn sẽ đo cho mình nách thân sau. Nách thân sau mình được là 22. Thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn lấy con số 20 cộng con số 22 bằng 42, các bạn chia 2 thì các bạn bằng 21. Thì các bạn sẽ lấy đường số đây cho mình là 21 nè. Bạn chia làm đôi nè. Sau đó là mình sẽ vẽ được cái phần dòng nách của thân. Ở đây là đường bị hộp dài. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần này nè. Rồi bây giờ mình nhìn cái phần tay nè. Ở cuối tay này thì nó sẽ có đường, cái đường xếp ly nè. Thì cái chỗ 6 phân này khi các bạn cắt và xếp lại mình sẽ tạo được cái ly ha. Bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần tay áo nè. Xếp được cái phần ly nè. Rồi các bạn nhìn thấy cái phần thân mình có này nha. Thì khi mà các bạn thực hiện á, đường này nó sẽ là đường xếp đôi nè. Thì các bạn sẽ xếp cái phần xếp đôi này vô cái góc ha, như thế này. Rồi các bạn bật ra thì chúng ta sẽ được cái đường xếp ly ở dưới. Còn đường trên này thì các bạn sẽ may rút dúng. Thì chúng ta sẽ hoàn tất được cái phần mặt. Xin chào tất cả chị em mình, chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Siêu Shop. Chúc chị em mình buổi trưa vui vẻ ha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho chị em mình cái mẫu trong ngày nè. Mẫu này thì nó là một cái mẫu áo kiểu mình biến kiểu một chút, và nó có thêm cái hoa hồng với lại cái cánh hoa và cái bông lá sen nằm từ trước ra sau và tay hơi phồng ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem và nhớ bấm like ủng hộ cho Tiêu Xu nha. Với cái mẫu bông lá sen này á, thì chúng ta sẽ có may nẹp cho nó, vì vậy mà các bạn sẽ không cần phải chừa 5 phân để chúng ta bẻ nẹp, mà chúng ta chỉ cần đi ra 2 phân thôi, 2 phân để chúng ta chừa để làm khuy nút ha. Rồi cái dài áo này thì mình sẽ lấy là 55 giùm mình. Rồi ngang vai thì lấy cho mình là bằng vai chia cho 2. Vai ở đây mình sẽ có số đo nè, là bằng 32 chia cho 2 là bằng 16. Mình sẽ lấy qua một đường là 16. Sau đó là mình sẽ hạ xuống là 4 thân. Cái tiếp là phần cổ thì các chị lấy cho em là cổ chia 5. Cổ ở đây á, thì mình sẽ là 30 chia cho 5 là bằng 6. Bạn sẽ lấy cho mình là 6 thân ha. Rồi hàng ngực ở đây, cái phần nách này á, thì mình sẽ lấy là bằng ngực chia cho 5, cái chị cộng cho em 2. Dòng ngực ở đây của mình là bằng 80 nè, chia cho 5 cộng cho 2 là bằng 16, cộng 2 là bằng 18. Thì các chị lấy xuống cho 18 phân. Cái tiếp là mình sẽ lấy xuống là 35. Rồi ngang ngực thì mình sẽ lấy là bằng ngực chia cho 4 cộng cho 1,5. Ngang eo là eo chia cho 4 cộng cho 2. Và ngang mông là các chị lấy cho em mông chia 4 cộng 1. Rồi mình ráp số vô nè. Dòng mông của mình là 80, các chị chia 4 cộng 1 thì nó sẽ bằng là 21. Lấy qua cho em một đường là 21. Ngang eo, eo chia 4 là 66, thì chia cho 4 cộng cho 2. 16,5 cộng cho 2 là bằng 18,5. Các chị lấy qua cho em một đường 18,5. Ngực ở đây thì mình lấy là 80 chia cho 4 cộng 1,5. 20 cộng 1,5 là bằng 21,5. Các chị lấy qua một đường 21,5. Rồi lên đây là 3 phân. Mình sẽ dựng một cái đường vuông góc xuống. Mình sẽ lấy ra là 2 phân, chia làm đôi, và chia làm đôi một lần nữa. Rồi sau đó thì mấy chị sẽ lùi ra đây cho em là 2 phân. Lấy sau cổ xuống cho em là 8 phân. Rồi mình sẽ đặt cái cây thước vô đây ha. Mình sẽ vẽ được cái phần cổ áo. Sau đó là từ ngoài này các chị vô đây cho em là 8 phân. Mình kẻ một cái đường thẳng từ trên xuống dưới và nó cách ở đây 4 phân.
cái phần sau bên á, thì mình sẽ lấy từ 14 cho đến 16 thân thì để chị sẽ vẽ được bên dọc. Với cái mẫu áo bao lá sen nằm này thì mình sẽ cắt xong, sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho các chị cắt cắt bao lá sen nằm dựa trên thân trước và thân sau ha. Thì đây là hai phân làm đường phinus, thì tất cả những cái đường hồi nãy giờ mình vẽ thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ căn cứ vào những cái đường thập này mình đi vào nha, không có lấy đường ngoài ha. Và bây giờ mình sẽ cắt cho phần thân trước, và các chị lưu ý rằng là tất cả những cái thân của mình vẽ là chưa có đường may, khi cắt thì nhớ trừ đường may giùm mình. Sau khi mình vẽ được cái phần thân trước thì các chị sẽ vẽ cho mình cái phần thân sau, đó là mình hướng dẫn cho làm cái cổ dựa trên thân nha. Rồi mình đặt cái phần này lên đây, các chị sẽ lấy dấu của phần này nè, giảm vô cho mình một phần, và mông thân sau thì các chị ra cho một eo thì lấy bằng, thì mình sẽ vẽ được cho cái phần đường sườn, đường mông và lên. Rồi từ vai này các chị sẽ lên cho em là hai phân, sau đó là mình sẽ đi xuống. Dạ, cổ này thì các chị sẽ lên cho em là 4 phân. Rồi mình sẽ vẽ được cái phần đường dọc. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần thân áo ở đây. Lấy dấu cho em đường này chia làm đôi. Rồi làm đôi lần nữa. Ta cắt được cái phần thân sau, và lưu ý giùm em nha, thân này chưa có đường may, cái chị cắt thì phải nhớ từ đường may. Bây giờ thì đi sư sẽ hướng dẫn cho chị em mình cái cách chúng ta làm cho cái phần cổ áo ha. Thôi bây giờ mình vẽ tay trước đi, hay là mình vẽ cổ luôn. Cái tay này nó sẽ là cái tay áo phồng miệng. Từ ngoài này các chị xuống cho em. Một đường lấy cho em là bằng ngực chia 10 cộng cho 3. Dòng ngực ở đây mình 80, mình chia cho 10 cộng cho 3 là bằng 11. Đo từ trên xuống dưới cho em một đường là 11, dẫn cho em đường trên góc. Rồi, sau đó là các chị sẽ đo cho em dòng nách thân trước và dòng nách thân sau. Mình sẽ lấy cái thước ha, mình đo sát. Thì em đo thân trước là 20 nè, thân sau nè, và mình đo được là 22 nè. Thì các chị sẽ lấy con số 20 cộng với lại 22 thì bằng 42. Các chị chia 2 là bằng 21. Lấy cho em cái đường xéo ở đây là 21. Sau đó mình chia làm đôi, và các chị sẽ vẽ cho em được cái đường dòng nách trên thân. Cái tay này các chị sẽ lấy dài tay như mong muốn, và cửa tay thì các chị sẽ lấy là cửa tay chia cho 2. Và cái áo này á, là nó sẽ rút dúng ở trên cái phần đầu tay, cho nên từ phần này các chị sẽ ra cho em thêm 6 phần nữa. Và khi mà các chị cắt thêm 6 phần thì đây các chị sẽ dựng nó đường này, nó về lại đường này là đường vuông góc này nha. Và chúng ta sẽ có được cái phần tay áo theo cái tay mới. Chúng ta có được cái phần tay áo mới ha. Cái tay áo mới này thì chúng ta để riêng đây. Bây giờ thì sẽ chỉ cho các chị cái cách chúng ta làm cho cái phần bao áo nha. Đây là thân trước nè, thân sau nè. Khi mà các chị làm á, thì các chị sẽ chồng cái phần thân sau qua đây cho em là một phần. Thì chúng ta sẽ có được cái phần cổ nè. Để các chị dán cái phần này lại tầm thời ha. Kế tiếp thì mình sẽ đặt
một cái miếng dán vào đây, nằm ở phía dưới này. Và khi mà các chị đặt cái giấy vào thì các chị nhớ là cái đường hai phân khuyên lúc này thì chúng ta sẽ chừa nó ra, chúng ta không lấy nó nha, chúng ta sẽ gấp đôi nó lại nè. Rồi các chị sẽ lấy cho em cái đường lằn nè, kẻ lại cho em cái đường cổ nè, kẻ lại đường cổ, lấy cái đường lằn. Rồi ấy, rồi xong á là mình lấy xong cái đường này ha, thì các chị nhớ đây là thân sau, đây là thân trước, thân sau đây là gấp đôi, thân trước là chúng ta sẽ may lộn. Rồi mình lấy cái phần thân này ra, các chị sẽ từ cái đường này mình nhìn cái bâu lá sen của mình, nó sẽ có cái độ lớn của phần lá bâu á, là 6 phân ha. 6 phân thì các chị lấy liền cho em là 6 phân. Rồi, đến đây thì các chị nhìn thấy cái phần bâu đây nè, nó sẽ đi nhỏ ha. Thì các chị sẽ giảm dần đi nhỏ, 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 đi nhỏ dần cho nó đi vào trong cái phần cổ mà chúng ta làm. Thì các chị sẽ có được cái phần bâu của cái thằng trước và bâu của thằng sau. Thì đường này nó sẽ là gấp đôi, khi các chị cắt thì chị sẽ cắt gấp đôi phần bâu lại. Và cái phần cổ áo này nè, khi mà nãy mình đi nó hơi bị lượn, nó chưa có đều thì các chị sẽ lượn này cho nó bằng. Và khi đó các chị sẽ đặt cái phần thân áo lên, mình kiểm cái thân mình lại lần nữa để cho nó vừa vặn với lại cái phần thân trước và thân sau đó. Thì để các chị nhớ đi cong cái đường này lại nha. Và bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần cổ nè. Rồi chúng ta sẽ được cái phần lá bâu. Và các chị nhớ lưu ý là thân trước và thân sau mình lưu ý nha. Là bây giờ khi mà có lá bâu thì các chị đặt lên cái chị nhìn. Thân trước thân sau chúng ta may ha. Đây là cái phần bâu thân trước nè, thì mình gắn vô đây. Phần thân sau mình bẻ qua là các chị thấy nó vừa vặn với lại cái phần thân áo ha. Như vậy là mình làm đúng nha. Còn nếu mà các chị đặt qua các chị thấy nó hụt là các chị làm nó bị hụt lại lên cổ, nó sẽ bị hụt. Rồi đó là cho cái phần thân bâu. Còn bây giờ đến cái phần hoa hồng. Cái hoa hồng này thì nó cũng không khó đối với các chị, mình sẽ chỉ cho các chị cách làm hoa hồng. Các chị sẽ cắt cho em một cái miếng vải, nó sẽ có độ lớn khoảng chừng này. Như đây là em 5 phần này, em xếp lại ha, em xếp đôi nó lại. Sau đó là các chị may rút dúng ở cái phần thân dưới, rồi các chị bẻ góc này vô, rồi bắt đầu mình sẽ xoắn cái phần hoa hồng như vậy thôi. Đó, mình sẽ may rút dúng dần 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 xoắn vô thì chúng ta sẽ được cái phần hoa hồng. Và chúng ta sẽ lấy cái kim may á, chúng ta may bằng tay thì chúng ta sẽ được cái phần bông hoa hồng, và các chị sẽ đặt ngay góc như thế này. Tại vì em làm bằng tay cho nên nó không có dính. Phải lấy kèo dán vô đó, thì chúng ta sẽ đặt được cái góc như này. Sau đó là các chị cũng sẽ cắt cho em hai cái miếng này, thì các chị phải xếp đôi lại, các chị may cho em lộn, may lộn thành hai cái lá. Đó, các chị cắt cho em nó sẽ có độ lớn bề ngang là 4,5 phân, và bề dài ở đây thì như mẫu là khoảng chừng 11 phân thôi, mấy chị mình cắt 11 phân thôi. Ngang là 4,5 phân, dài 11. Các chị sẽ may thu cái phần may lộn xong rồi các chị may thu phần này lại cho em. Bên này cũng vậy, may lộn xong may thu lại. Sau đó là các chị sẽ đặt cái lá vô đây. Rồi các chị sẽ kẹp cái hoa hồng để chị đính ở dưới cổ, thì chúng ta sẽ ra được cái mẫu cổ mà nó có cái bâu lá sen và cái cánh hoa hồng giống như hình ha. Thì cái kiểu này thì nó điệu ngay chỗ này, cổ này thôi, thì để cho các chị hình dung và làm được. Thì mình sẽ nhìn lại một lần nữa cái cách chúng ta làm cho cái mẫu này ngày hôm nay. Đây là cái phần tay áo nè, đây là cái phần bông áo nè, lá bầu. Mình đặt vô đây để các chị nhớ nè, chúng ta sẽ có cái lá bầu nè. Và cái hoa hồng thì các chị đính bằng tay mình chi, mình may cái hoa hồng mình đính lên. Tisu xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop.
Buổi trưa ngày hôm nay thì Su giới thiệu cho các bạn một cái mẫu áo kiểu. Mẫu này thì nó rất đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là sang và rất là dịu dàng khi mà các bạn sẽ mặc cái mẫu áo này. Đây là cái mẫu mà ngày hôm nay thì Su sẽ giới thiệu cho các bạn nè. Cái mẫu này thì các bạn nhìn thấy là nó có cái phần tay ở phía trên thì sẽ hơi phồng nhẹ, và ở dưới này thì nó sẽ rút dúng và sử dụng viền. Và cái phần cổ này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ rút dúng nhẹ ở trên phần cổ và sẽ giọt nước ở đây. Với cái mẫu này, nếu như mà các bạn mà không có nhiều vải thì các bạn có thể may nối ở giữa. Còn nếu mà các bạn có đủ lượng vải để các bạn rút dúng thì đường này các bạn sẽ may xếp đôi. Cái mẫu váy này thì các áo này thì các bạn có thể mặc với lại chân váy, hoặc các bạn mặc với quần quần dài hay quần sọt thì nó cũng tạo nên một cái kiểu dáng rất là dịu dàng dành cho chị em nữ mình. Và đây là mẫu 150 nha các bạn nha. Mẫu 150. Mẫu này chất liệu thì mình sẽ dùng là vải von nè, lụa nè, đuổi nè. Còn định mức vải thì các bạn sẽ lấy cho mình hai dải áo cộng cho 30 cm là cái mình sẽ đủ vải để mà may cho cái mẫu này ha. Rồi cái nữa là các bạn cần chuẩn bị cho mình đó là cái số đo. Số đo này thì mình, nếu bạn nào quen thuộc các bạn biết đo rồi thì thôi, còn nếu mà lần đầu tiên các bạn xem cái này thì ở cuối cái bài này mình có hướng dẫn đo, thì các bạn xem ở cuối phần video clip nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế. Và xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an ha. Chúc các bạn luôn vui nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mẫu. Đầu tiên các bạn sẽ kẻ dọc cho mình được một đường. Sau đó là các bạn sẽ sử dụng cho mình số đo ngang vai. Thì sẽ bằng vai chia cho 2. Vai chia cho 2. Vai ở đây của mình á, là các bạn nhìn thấy nó là bằng 32. 32 chia 2 thì nó sẽ bằng 16. Thì ở đây các bạn lấy qua cho mình là 16. Sau đó thì các bạn sẽ đo ngược xuống cho mình là 4 phân. Chúng ta có một điểm. Sau đó là các bạn sẽ vào cổ. Đây cổ các bạn chia cho 5. Thì vòng cổ đây là 30 chia cho 5 là bằng 6. Rồi các bạn vào đây các bạn lấy cho mình một điểm là 6. Sau đó thì các bạn sẽ nối cho mình một đường. Rồi kế tiếp các bạn sẽ lấy xuống cái phần hạ ngực. Với cái mẫu áo này thì chúng ta mặc cái phần nách rộng và thân rộng. Vì vậy mà cái phần hạ ngực thì các bạn sẽ dùng công thức là ngực chia cho 5, các bạn cộng cho mình là 3. Vòng ngực ở đây là 80, 80, các bạn chia cho 5, các bạn cộng 3. Thì 80 chia 5 nó bằng 16, cộng 3 thì ở đây các bạn bằng 18. Thì các bạn sẽ lấy con số 18, các bạn đi xuống cho mình 18. Kế tiếp thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ eo. Hạ eo thì nó sẽ bằng với số đo. Ở đây mình sẽ lấy là 34. Và các bạn sẽ lấy cho mình dài áo. Dài áo ở đây mình sẽ lấy là 50. Này là tùy các bạn nha. Và nếu như bạn nào mà xem video clip này thấy nó quá nhanh so với các bạn, mà các bạn theo các bạn không hiểu kịp, thì các bạn có thể vào cái chỗ răng cưa, cái mục cài đặt ở trên góc bên phải á, nó có điều chỉnh cái tốc độ, thì các bạn chỉnh về tốc độ 0.8 hoặc 0.5 để các bạn xem cho nó rõ hơn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy những cái đường ngang, ngang ngực. Ngang ngực ở đây thì các bạn lấy cho mình ngực chia cho 4, các bạn cộng 2.5. Eo chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2.5. Và mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Rồi mình sẽ ráp những cái con số này vô nè. Dòng ngực ở đây, dòng ngực ở đây là bằng 80. Các bạn chia 4 cộng 2.5 thì bằng 22.5. Chúng ta có được một đường. Rồi, ngang eo. Ngang eo ở đây các bạn có 66, các bạn chia 4 cộng cho 2.5 thì các bạn sẽ được là 16.5. 16.5 các bạn cộng cho 2.5 thì các bạn sẽ được là 19.
các bạn lấy qua một đường. Sau đó ngang mông, ngang mông thì các bạn lấy mông chia 4 là 80, chia cho 4 cộng cho 2 thì các bạn sẽ được 22. Lấy cho mình ngang qua một đường là 22. Rồi các bạn sẽ nối cho mình cái đường này lại. Chúng ta sẽ có được cái đường sườn với lại cái đường eo. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là vẽ cái đường dòng nách. Từ đây các bạn dựng một đường vuông góc, sau đó các bạn lùi cho mình hai phân chia làm đôi. Các bạn chia làm đôi thêm một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ vẽ được cái dòng nách trên thân. Các bạn sẽ ra được cái phần phông áo. Và với cái mẫu áo này thì các bạn sẽ lùi vào cho mình là 4 phân ở phía trên. Và sau cổ thì các bạn sẽ lấy cho mình nó là bằng 9 phân ha. Rồi các bạn sẽ đặt cái thước vuông góc vào nè. Và các bạn sẽ vẽ cho mình được cái phần vòng cổ. Để chúng ta sẽ ra được cái phần thân trước như áo mẫu. Nhưng mà cái phần này thì mới tạm thời như vậy thôi. Mình chưa có hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta xẻ với lại dúng cho cái phần cổ. Thì các bạn sẽ đợi mình vẽ cho cái phần thân sau luôn. Sau đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách rã rập cho nó phù hợp nha. Rồi, đây là cái phần mẫu mà mình chưa có trừ đường may. Bây giờ các bạn muốn may thì các bạn phải trừ đường may để chúng ta mặc vô nó không chật. Thì cái phần lai này các bạn trừ cho mình 2 phân. Đường sườn các bạn trừ mình 1 phân rưỡi. Eo nách các bạn trừ 1 phân rưỡi. Vai các bạn trừ 1 phân rưỡi. Và cổ các bạn trừ 0,7. Các bạn trừ như thế này sau đó thì các bạn mới cắt ha. Nhưng mà ở trên này rập giấy á, thì mình sẽ không trừ, mình chỉ cắt thôi. Cho nên các bạn nhớ lưu ý nha. Rồi, mình có được cái phần thân trước xong rồi nè. Bây giờ mình đặt cái phần thân trước lên để mình vẽ thân sau, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rã rập. Rồi các bạn sẽ đặt cái phần thân sau lên trên cái phần giấy. Chúng ta sẽ tiếp tục. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện cho cái phần thân sau như sau. Các bạn kẻ một cái đường thẳng từ cái phần mép của thân trước ha. Phần mép này là vải gấp đôi nha các bạn nha. Rồi sau đó là ở đây nè, ở đây là cái phần vai thân sau nè, các bạn sẽ đo lên cho mình là 2 phân. Kế tiếp từ đây các bạn ra cho mình là 7 ly, 0,7. Rồi các bạn sẽ đặt cái cây thước vào đây và các bạn sẽ xoay cho mình dòng nách. Và dòng nách thân sau á, ngang ngực thân sau nó sẽ nhỏ hơn ngang ngực thân trước là 1 phân, thu vào 1 phân, hai cái này là ra 0,7. Và eo thì bằng nhưng mà mông thì các bạn sẽ ra cho mình 1. Cho nên là bắt đầu từ đây các bạn sẽ đi cho mình tới cái phần eo. Và các bạn sẽ ra cho mình cái phần lai. Và các bạn sẽ vào đây. Chúng ta sẽ có được cái phần lai áo, sườn áo, nách tay và sườn vai. Bây giờ đến cái phần cổ. Phần cổ thì ngay đây các bạn sẽ đặt một cây thước vuông góc lên. Rồi. Từ cái phần lai này các bạn sẽ lên cho mình là 4 phân. Từ cái phần cổ ha, các bạn lên cho 4 phân. Rồi từ cái đường vuông góc này các bạn sẽ đặt cây thước vào. Đó, các bạn sẽ đặt cây thước vào thì các bạn sẽ có được cái phần thân sau của áo. Phần thân sau thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái độ chồm so với cái phần thân trước. Vai là 2 phân, cổ là 4 phân, nách là 7 ly và phần này vô 1 phân, eo và mông thì ra 1. Chúng ta sẽ ra được cái phần thân sau của áo như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt. Các bạn sẽ cắt cái phần thân sau ha. Phần thân sau ở đây nó sẽ là cái phần vải gấp đôi, các bạn nhớ lưu ý nha. Sẽ là vải gấp đôi. Đây là thân sau.
vải gấp đôi cho nên mình ghi nhân 1. Bạn có được cái phần thân sau như thế này. Thân sau với thân trước xong rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta sẽ thực hiện cho cái phần cổ áo của phần thân trước và cái phần tay áo. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần tay áo nha. Tay áo thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Nó rất là nhanh nè. Các bạn nhìn ha. Mình sẽ có được cái phần nách. Nách của tay trước và tay sau như thế này. Thì các bạn dùng cái thước ha. Các bạn đo. Thì ở đây các bạn sẽ đo cho mình bằng thước dây hay thước cây đều được. Và ở đây nách này mình lấy được là 22. Và cái phần nách thân sau mình lấy được 23 ha. Thì 22 với 23 là con số mà các bạn cần phải nhớ để chúng ta vẽ cho cái phần tay áo này. Rồi các bạn sẽ kẻ cho mình một đường nè. Sau đó là các bạn sẽ đo cho mình từ điểm này đến này thì nó sẽ bằng là ngực. Chia cho 10 các bạn cộng từ 3 cho đến 5. Ở đây mình cộng 3. Thì dòng ngực của mình á, dòng ngực của mình ở đây là 80 nè. Bạn chia cho 10, các bạn cộng 3 thì các bạn được 8 cộng 3 thì các bạn ra được con số 11. Con số 11 này thì các bạn sẽ đo cho mình bắt đầu từ cái điểm chấm giữa nè. Bạn đo lên đây là nó là bằng con số 11. 11 thì nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình cái dòng nách của thân trước 22 cộng cho dòng nách thân sau là 23 thì các bạn ra được 45. Các bạn chia cho 2 thì các bạn được 22,5. Thì con số 22,5 này các bạn sẽ đặt vô đây. Đó, và các bạn chia làm đôi. Con đường chéo này thì nó bằng 22,5 nha. Bạn chia làm đôi. Sau đó thì mình sẽ xuống 1 phân và mình sẽ lên 2 phân. Như thế này. Và với cái phần tay áo này ở phía dưới này nó sẽ rút rúng nè. Cho nên là các bạn sẽ lấy cái thước các bạn dựng vườn vuông góc xuống luôn. Chúng ta không có cắt bỏ gì hết. Và cái phần dài tay này ở đây mình đang lấy nó là 35. Đó, dài tay là 35. Thì các bạn chỉ cần như thế này các bạn cắt ra thì chúng ta sẽ có được cái dáng tay. Và ở thằng này các bạn sẽ may rút rúng. May viền. Rút rúng. Và chúng ta sẽ ra được cái phần tay áo giống như hình. Rồi, bây giờ cái phần thân trước, thân sau, tay áo xong rồi thì cái tay áo này các bạn sẽ cắt theo cái đường này. Tay này á, nó sẽ là cái phần vải gấp đôi đây. Thì với cái phần tay này thì sao ha, còn tay trước á, thì các bạn sẽ xuống lại cho mình một phân. Nếu mà các bạn muốn cho cái phần tay trước thì các bạn sẽ cắt gấp đôi xong rồi các bạn giảm đi cho mình một phân ở đây. Đó, thì các bạn sẽ có được cái phần tay trước theo đường màu đen. Còn tay sau á, thì nó sẽ theo đường cắt ở ngoài. Rồi tay áo và thân tay áo này cũng là vải gấp đôi nha các bạn nha. Và các bạn cắt hai tay. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta làm cái phần cổ dúng cho cái phần thân trước. Bước đầu tiên á, thì các bạn sẽ cắt cái đường này ra cho mình. Rồi cái phần cổ áo này mình muốn dúng thì các bạn sẽ đi vào cho mình cái đường này 8 phân. Sau đó các bạn sẽ dựng cho mình một cái đường vuông góc. Cách này 4 phân. Và các bạn sẽ nối vào đây à. Thì khi mà các bạn cắt các bạn nối vào á, thì ở đây á, thì hồi nãy mình có cộng ở đây là 2 phân rưỡi nè. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu các bạn cắt cái đường này ra ha. Cắt lên đây. Nếu mà các bạn xếp 2 phân rưỡi này lại á, thì cái phần dúng của các bạn nó sẽ rất là nhẹ. Và cái eo này của chúng ta nó mặc nó sẽ vừa chứ nó không rộng. Cho nên là để mà các bạn có thể mà thực hiện được cái phần dúng này một cách nó rộng rãi nhất thì các bạn sẽ thực hiện bước như sau. Bạn cắt cho mình cái miếng tam giác. Miếng tam giác này mình lấy cái đầu lớn của nó là 6 phân. 6 phân thì các bạn sẽ đặt vào đây. Các bạn dùng keo các bạn dán lại.
Các bạn dùng keo các bạn dán lại ha. Sau khi mà dùng keo dán lại rồi á, thì các bạn sẽ đo cho mình từ đây vô đây là 6 phân nè. Đó, 6 phân là đoạn này ha. Các bạn giờ đo vô đây cho mình là 6 phân, dán nó lại. Và cái chỗ này thì các bạn chồng nó lên. Thấy chưa nè. Thì khi mà các bạn chồng nó lên á, thì các bạn sẽ ra được cái phần eo ở trên thân. Này nó vẫn bằng cái đoạn eo trên cái phần thân áo nè, các bạn nhìn thấy không? À, nó vẫn bằng eo ở trên cái đoạn phần thân áo đây, nó vẫn bằng ha. Rồi chúng ta sẽ dán cái phần eo này trên thân vào vô trong cái phần áo. Đây, dán nó vô. Thì khi các bạn dán nó vô như thế này rồi thì cái miếng tam giác ở trên này các bạn sẽ đặt nó vào. Chưa nè. Và các bạn sẽ dán nó lại. Thì khi mà các bạn cắt, các bạn may á, thì mình sẽ đặt nguyên cái miếng này lên trên phần vải và các bạn cứ cắt y chang như vậy. Thì cái chỗ này thì các bạn sẽ may rút dúng và sau đó các bạn viền. Các bạn may rút dúng sau đó các bạn viền ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói qua cho các bạn một chút xíu ở cái chỗ này. À, cái đường xẻ này các bạn nhìn thấy cái Tisu xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Shop. Trong buổi trưa ngày hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cái mẫu áo kiểu. Đây là một cái mẫu kiểu rất là đơn giản, mặc rất là thích nè các bạn. Cái kiểu này thì mình có thể mặc với chân váy hoặc mặc với quần tây, quần sọt đều được. Các bạn mặc đi chơi, đi làm đều cũng ok ha. Rồi, hôm nay thì Tisu sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn mẫu này. Và để mà thực hiện được cái mẫu áo này thì Tisu sẽ có cái ni mẫu. Đây là cái ni mẫu vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vai, cổ và dài áo, hạ eo. Thì nếu mà các bạn không biết cách đo thì mình sẽ để cái hướng dẫn đo ở phía cuối của video clip này. Thì các bạn coi xong, các bạn kéo vào cuối video clip thì các bạn sẽ có được cái hướng dẫn cụ thể cho cách đo ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái phần thiết kế. Bước đầu tiên để vẽ cho cái mẫu này thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng. Ở đây mình sẽ lấy dài áo là 55. Và cái đường thẳng này mình chừa lại, mình không có cắt sát. Mà cái độ chừa này lại của mình á, là nó sẽ có độ chừa là 7 phân, 7 cm. Bạn chừa lại cái đoạn này cho mình. Và các bạn đi ngang qua một cái đường vuông góc. Sau khi mà các bạn đi ngang qua đường vuông góc rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình vai chia cho 2 là bằng 16. Vai ở đây á của mình là 32, chia 2 thì nó bằng 16, thì con số 16 nó nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái đường vuông góc là 4 phân. Rồi kế tiếp từ cái điểm này vào thì các bạn sẽ lấy cho mình là cổ nè, chia cho 5 bằng 6. Ở đây là cổ chia cho 5 thì các bạn sẽ được là 30, chia cho 5 thì nó bằng 6, thì đây sẽ là bằng 6. Sau đó các bạn sẽ nối đường này vào. Kế tiếp thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ nách. Hạ nách ở đây á, thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 5. Và đây là cái nách, cái áo này mặc phông rộng nha các bạn, cho nên là các bạn sẽ cộng cho mình là 3. Rồi các bạn đi xuống cho mình. Ngực ở đây á, là bằng 80. Chia cho 5 cộng 3. 80 chia cho 5 là bằng 16, cộng 3 là bằng 19. Thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình ở đây là 19. Dựng cho mình đường vuông góc. Rồi từ đây á, thì các bạn sẽ đi xuống phần hạ eo. Hạ eo ở đây á, thì mình sẽ lấy là 34. Nó là con số mình đo trên cái áo, ở trên con thể con người á các bạn.
mỗi người thì sẽ có một số đo khác nhau. Rồi đường này thì các bạn kẻ vuông góc ngang qua. Rồi tiếp tục, các bạn sẽ lấy đường ngang ngực, ngang eo và ngang mông. Ngang ngực ở đây á, thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng cho mình là 2. Eo chia cho 4, cộng cho 2. Và mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Ở đây dòng ngực của mình là 80 chia 4. 80 chia 4 cộng cho 2 bằng 20 cộng 2 thì nó sẽ bằng là 22. Thì các bạn sẽ lấy ngang qua cho mình một đường là 22. Rồi, eo ở đây 66. 66 chia cho 4 cộng cho 2 thì 66 chia 4 là bằng 16,5, cộng cho 2 thì bằng 18,5. Rồi các bạn lấy ngang qua cho mình một đường 18,5. Rồi tiếp theo, mông chia cho 4, 80 chia 4 là bằng 20. 80 chia 4 bằng 20 cộng cho 2 là bằng 22. Các bạn đo ngang qua cho đây mình 22. Như vậy là chúng ta sẽ có 1 đường, 2 đường, 3 đường. Và các bạn sẽ nối 3 đường này lại cho nhau. Phần này các bạn lên cho mình là 3 phần. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ dựng cho mình cái đường vuông góc xuống. Sau đó các bạn lùi vào cho mình 2 phân, chia làm đôi. Các bạn sẽ được dòng nách như thế này. Và sau khi mà các bạn được cái dòng nách rồi á, thì các bạn sẽ đo cho mình bắt đầu từ cái phần ở giữa cổ này, các bạn đo xuống cho mình là 14 cm. Và từ cái phần vai này các bạn ra cho mình là 2 cm. Rồi các bạn đặt cái cây thước vô đây, các bạn kẻ cho mình được cái phần cổ tim, là chúng ta có được cái phần cổ tim cho cái áo. Các bạn nhìn qua một chút xíu về cái phần thân trước. Sau đó là mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta điều chỉnh cho cái phần cổ. Với cái phần thân áo này á, cái thân áo này khi mà các bạn may á, thì chúng ta sẽ có hai thân rời với nhau. Một thân á, là các bạn có độ chồm qua 7 phân, một thân là các bạn chỉ có một cái độ chồm như đây thôi. Đó. Bình thường không chồm, và một cái là 7 phân. 7 phân là nằm ở cái hướng ở bên tay trái này. Và các bạn sẽ cắt cho mình cái phần cổ áo bằng cách là cái phần lá cổ của mình khi mà đi đến cái góc điểm 13 phân, 14 phân này, thì các bạn thấy là nó sẽ đi ra cái đường chồm này thêm nè. Đó, nó sẽ đi qua góc chồm. Thì nó chồm ở đây thì các bạn, nếu mà các bạn dựng một cái đường ngang qua thì nó sẽ chồm xuống là 4, thì nó đi ngang đường chồm này. Thì từ cái đường chồm này thì nó sẽ có được một cái phần cổ lật ngang qua. Vì vậy mà muốn vẽ được cái phần cổ lật ngang qua thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ lấy một cái tờ giấy khác, các bạn ướm lên trên cái phần lá cổ. Các bạn ướm lên ha, xong rồi các bạn chờ mình chút, mình dán nó lên để nó đủ cái chiều dài, mình sẽ ướm cho cái phần lá cổ. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ cắt cho mình cái đường này. Mình sẽ để cái phần cổ nè, để cái phần mình dự định mình làm lá cổ nè. Mình để nó nằm ở bên dưới, nằm ở bên dưới của cái phần cổ. Rồi mình sẽ cắt cái đường cong. Rồi mình sẽ cắt đường ngang nè. Thì khi các bạn cắt hai cái đường này rồi á, thì các bạn thấy ở bên dưới mình để một cái lớp nè. Rồi mình đặt nó lên trên lại thì mình sẽ có được cái phần lá cổ giống như hình. Và cái đường này á, thì các bạn sẽ lấy độ lớn cho mình
của cái đường lá cổ này là 7 phân. 7 phân nằm ở phía bên trên ha. Sau đó thì mình sẽ chốt cái điểm cuối của cái phần lá cổ, nó sẽ nằm ở đây. Và các bạn sẽ đi cái cây thước cây cho mình từ cái điểm 7 phân này về đường vuông góc, và các bạn sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ được cái lớp lá cổ ở trên. Bây giờ mình sẽ cắt. Này, thì khi các bạn cắt, các bạn ráp vào á, thì các bạn sẽ có được cái lớp lá cổ ở phía trên. Và cái câu hỏi á, đặt ra là trên cái mẫu này á, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có hai cái đường dư ra như thế này. Thì hai cái đường dư ra thì các bạn sẽ cắt cho mình hai miếng. Một miếng á, thì có độ lớn là 7 phân, còn một miếng nhỏ hơn á, là nó sẽ có độ lớn là 5 phân. Và một miếng là 7 phân, cái độ lớn này. Thì cái miếng 5 phân á, thì nó sẽ gắn được với cái lá cổ lớn là 7 phân nè. Mình chỉnh lại cái này nó nằm đúng góc, nó gì mới đúng nè. Rồi các bạn sẽ được cái lá cổ đầu tiên nè. Rồi cái lá cổ thứ hai á, thì các bạn đặt cái lá cổ đầu tiên lên. À, các bạn gọt lại. Gọt lại theo đường cong. Và cái lá cổ thứ hai này á, thì nó sẽ nhỏ hơn lá cổ thứ nhất là 2 xăng. Cho nên là sau khi mà các bạn cắt xong lá cổ thứ nhất rồi, thì các bạn sẽ dịch chuyển cái đường ở phía sau này nè, ra nó là 2 xăng. Đó, thì khi các bạn dịch chuyển được như vậy rồi thì các bạn tiếp tục các bạn cắt cái lớp ở phía dưới cho mình. Rồi, các bạn cắt được cái lớp phía dưới rồi thì các bạn lấy cái lớp phía dưới lên, thì các bạn sẽ có được cái lớp lá cổ ở phía dưới như thế này. À, và nó sẽ có hai miếng. Nó sẽ có hai miếng. Miếng này là cái miếng nhỏ. Miếng này là miếng nhỏ, nó sẽ nằm lên trên nhưng mà nó sẽ nằm kẹp chung với lại cái độ lớn là 7 phân. Còn miếng nhỏ nó sẽ 5 phân này nó sẽ kẹp chung với cái lá 7 phân. Thì khi mà chúng ta may vào thì nó sẽ ra được cái dáng cổ giống như hình như thế này. Các bạn hình dung được ha. Trong cái trường hợp mà các bạn không muốn cắt cái phần lá cổ rời thì các bạn sẽ cắt cái phần lá cổ nó sẽ là liền. Liền là sao? Liền là các bạn đặt cái phần lá cổ này nó ra được đúng hình dáng nè. Rồi mình bẻ cái đường xéo này ra là nó sẽ nằm cái đường này sẽ là đường thẳng. Thì các bạn sẽ được cái lớp đầu tiên là như vậy. Còn cái lớp thứ hai á, thì các bạn sẽ cắt một cái miếng nhỏ 5 phân và các bạn cũng để nó là đường thẳng. Sau đó các bạn kẹp, các bạn lật ra thì các bạn sẽ được cái lá cổ giống như hình. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện. Và sau khi mà may xong á, thì cái lần lá cổ này nó sẽ nằm lật lên được. Thì chúng ta sẽ may nối cái đường tâm giữa của cái phần thân trước này. Thì nó sẽ ra lật hai bên. Một bên này nó nằm ở đây và một bên này nó sẽ nằm bên này. Đó, các bạn chỉ cần đặt một cái phần thân còn lại lên trên này thì các bạn sẽ may diễu một đường là chúng ta hoàn tất. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cắt cho vòng nách. Bạn nào không biết cách đo thì xem video clip ở cuối ha. Ở cuối thì mình có để cái video clip hướng dẫn đo. Bạn kéo về cuối các bạn xem. Còn nếu mà bạn nào biết rồi thì thôi, mình sẽ xem cái phần hướng dẫn mới thôi. Rồi xong cái phần thân trước. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thân sau. Phần thân sau thì các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên. Nhưng mà cái phần thân sau thì nó không có dùng cái đường 7 phân này của phần thân trước, cho nên là các bạn xếp nó lại. Và các bạn đặt nó lên. À, các bạn đặt lên cái đường... đường giữa nè. Sau đó là từ đây là các bạn sẽ dịch chuyển lên cho mình là 2 phân. 2 phân. Và các bạn lấy độ lớn lại của cái phần cổ
phần nách. Phần nách này các bạn sẽ ra cho mình là 7 ly. Và cái phần nách thân sau nó sẽ nhỏ hơn nách thân trước là 1 phân. Eo thì các bạn lấy bằng, còn mông thì các bạn lấy lớn hơn cho mình 1 phân. Và các bạn nối qua thì chúng ta sẽ ra được cái mẫu giống như hình. Ở đây mình bị thiếu góc cổ nè, cho nên là mình thêm giấy để mà mình ra được cái góc cổ vuông. Và các bạn sẽ đi cho mình cái phần cổ áo. Thì từ đây, từ phía tâm cổ các bạn lên cho mình là 10 phân. Thì các bạn sẽ vẽ được sâu của cái phần cổ sau. Thì chúng ta sẽ có được cái phần cổ sau giống như hình. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt rập. Nếu mà các bạn xem, các bạn muốn chụp lại cái hình rập, lấy lại cái hình rập thì các bạn sẽ vào fanpage Tissue Shop ha. Mình sẽ để cái hình rập ở trong đó. Các bạn vào các bạn xem nó sẽ dễ hơn. Rồi, kế tiếp thì chúng ta sẽ vẽ cho cái phần dòng nách. Và trước khi vẽ dòng nách thì đây là mẫu 140. Bây giờ là mẫu 100, để tôi su coi lại là mẫu bao nhiêu ha. Cả nhà mình. Và cái chất liệu vải này thì các bạn may đuổi nè, linen nè, thô nè, đều được nha. Và định mức vải. Rồi đây là cái phần thân áo ha. Thân trước và thân sau xong rồi nè. Cổ áo cũng xong nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn tất cho cái phần tay. Cái phần tay áo này thì nó sẽ là cái tay cơ bản thôi. Các bạn sẽ làm sẽ nhanh thôi. Đầu tiên nhất thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường thẳng. Dựng cho mình một đường. Và cái khoảng cách đường này thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 10 cộng cho 3. Vòng ngực của cái áo này là bằng 80. Chia cho 10 cộng cho 3 thì các bạn sẽ được là 11. Thì các bạn đo xuống đây cho mình là 11. Còn cái đường xéo thì các bạn sẽ đo cho mình dòng nách thân trước. Ở đây mình đo được là 20. Và dòng nách thân sau mình đo được là 20. Thì đối với cái đường xéo thì các bạn sẽ lấy là 20 cộng cho 20. 20 cộng cho 20 ha. Thì nó sẽ bằng là 40. Bạn chia cho 2 thì các bạn sẽ được 20. Thì cái đường xéo này á, cái đường xéo là các bạn sẽ đặt vào con số 20 đúng ở đây. Đó, đường này nó sẽ bằng là 20. Sau đó các bạn chia làm đôi. Và mình sẽ cắt được cái phần tay áo. Hai và xuống 1. Và cái tay áo này các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều dài của nó là bằng 25. Bạn dựng ngang qua 25. Và các bạn lấy ngang qua cho mình từ 14 cho đến 16. Các bạn nối vào. Lên đây cho mình là 1. Rồi, thì chúng ta hoàn tất được cho cái phần tay áo nè. Thì mình không biết là các bạn có cái gì thắc mắc chưa rõ thì các